xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 160 của bộ truyện Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược về Minh Triều tập 160 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói Mùng 2 tháng riêng Tại đại viện ảm gia nơi nào cũng dựng đài đổ màu Phủ lộ hồng treo vải đổ màu sắc Chuẩn bị cho mùng 3 tháng riêng cử hành ngày hội Liên hoan cầu phúc cùng dân cực kỳ long trọng Công nhân thi công cũng không cần mời người ngoài Chính là quan binh kinh doanh và xe nhà hình bộ Ở hậu viện dọn ra một khoảnh đất lớn Đã quất sạch tuyết động Trên mặt đất dựng một đài cao Lấy gỗ làm lũy Bên trên lại đắp thêm một lớp đất vàng Thoạt nhìn giống như đài được đắp lên từ đất đá Có vẻ càng thêm rắn chắc Tòa đài này là nơi chuẩn bị để mời bốn vị Phật sống biểu diễn thần thông. Dương Lăng đặc biệt coi trọng, lệnh cho Tống Tiểu Ái tự mình giám sát. Chỉ cần hơi hơn trăm thân binh mà cô ấy mang từ Quảng Tây đến và hơn 20 thị vệ của mình thi công, tiến độ thi công còn nhanh hơn nhiều so với việc thi công hí đài ở tiền viện nữa. Dương Lăng mặc một chiếc áo lông cáo, hai tay bám trên cửa sổ lầu cát, nhìn đài cao đang dần hình thành ở hậu viện, nói với người hầu ở bên cạnh. Nói tiếp đi, còn có chuyện gì nữa không? À dạ 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 Người đó tên là An Chi Bảo, cũng là người trong đội xưởng. Người này là một người đàn ông hơn 30 tuổi, dáng người rắn chắc, tướng mạo bình thường, không nhìn ra chỗ có chỗ nào đặc biệt cả. đội quân ngàn người của quốc công đưa lại ở sáu tỉnh để nâng cao năng lực chiến đấu đã bị Lưu Cẩn giả mạo chú chỉ cưỡng ép quay về rồi. Bình bộ Thiệt Lang dâng nhất thanh đại nhân cực lực phản đối, nhưng Lưu Thượng Tư thì lập đờ đức đối, không đồng ý cũng không từ chối. Lưu Công Công lại luôn miệng nói quân binh muốn về, nhớ quê hương, đặc biệt sắp tới cuối năm rồi, lòng quân lại càng không ổn định, hoàng thượng liền hạ chỉ lệnh cho quân đội ngàn người ở các nơi toàn bộ quay về chiết giang rồi dương lăng từ từ thở dài một hơi trở về ngồi trên bàn trên một chén trà nóng nhẹ nhàng lay động cái chén người làn hương thơm ngát nhàn nhạt, nhạt chuyện này từ lâu đã nằm trong dữ liệu của hắn lưu cẩn kinh kỵ binh lính tinh nhuệ do hắn đích thân huấn luyện phân tán ở các tỉnh mà những binh lính này nghiêm nhiên trở thành chủ lực của quân binh địa phương những tướng sĩ này chiến công hiển hách cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ sinh sôi nảy nở trở thành tướng tá trung hạ tầng của quân binh địa phương. Nếu như vậy, sức ảnh hưởng của Dương Lăng ở trong quân đội thật sự là đáng sợ, thậm chí hắn có thể vượt qua cả tướng lĩnh cao cấp, trực tiếp ra lệnh cho rất nhiều quân nhân trung thành tận tâm với hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Lăng không thể ra mặt cầu xin hoàng thượng bằng bất cứ lý do gì để giữ lại đội quân ngàn người này ở lại địa phương. Đương kim hoàng thượng không có chút tâm cơ nào cả, hơn nữa vô cùng tin cậy đối với hắn. Nhưng người bên cạnh hoàng thượng, thậm chí rất nhiều người trong hoàng tộc vẫn chưa thả lỏng cảnh giác nếu tự mình yêu cầu bố trí quân đội thân tín ở các nơi ai biết hắn là vì việc công hay là vì có tâm tư tâm đây dương lăng vẫn chưa quên lúc ở suối nước nóng kê châu công chúa vĩnh phúc cũng từng nghi ngờ chi hướng và dã tâm của hắn cô gái nhỏ công chúa vĩnh phúc kia cũng xem như người bạn tốt của hắn theo sự tăng dần quyền lực của hắn cũng từng kiêng kỳ hắn phải chăng có dã tâm khác người khác càng không cần phải nói dương lăng nâng chén bên môi ngẫm nghĩ một chút rồi lại đặt chén xuống nói liệu cần có động tĩnh gì không Dạ, bây giờ đang trong tháng giêng, bọn quan viên đều đang nghỉ ngơi, nhưng Lưu Công Công lại không ngừng ra lệnh. Ông ta hạ lệnh phàm là quan viên lên chức hoặc là điều động, khi có nợ công chưa hoàn trả thì không được từ chức. Chứng vụ cũng phải điều tra triệt để. Khi cử nhân giám sinh tuyển quan phải kiểm tra thêm phần chính sách hiện tại và việc thi hành. Ồ, oh, Dương Lăng vừa sợ vừa cười nói. Lưu Cẩn này có đôi khi thực hoài nghi ông ta cũng là đồng chí được xuyên không. Kiểm toán từ chức và từ trong đám sách cũ nát này mà khi kiểm tra nho sinh còn kiểm tra thêm thật sự chính trị điều này phản truyền thống mà thế nhưng trong chế độ chính trị hiện tại lại vô cùng khoa học là thứ vô cùng có hiệu quả thật không ngờ ông ta cũng có thể làm được chỉ nghe an chi bảo nói tiếp lệnh này vừa mới được ban ra lưu Cẩn liền bắt đầu nhúng tay vào chế độ khoa cử và khảo hoạch quan lại ông ta cắt giảm 50 danh ngạch của kỳ thi hương ở giang tây rồi lại lại thêm một năm 100 danh ngạch thi hương ở thiểm tây quê nhà ông ta để lôi kéo đại học sĩ Long Tiêu lại tăng thêm 50 danh ngạch thi hương ở Hà Nam quê hương của Tiêu Các Lão. Bởi vì các học sĩ ở Hàn Lâm Viện vẫn đứng về phe của Dương Đình Hòa đối nghịch với ông ta, Lưu Cẩn lại hạ lệnh khảo hạch đối với Hàn Lâm. Ngoại trừ khảo hạch vốn có của Hàn Lâm Viện còn phải khảo hạch cả của lại bộ, khảo hạch của cả hai phương diện đều đạt thì mới được thông qua. Lần này ông ta thông qua lại bộ trưng thái và khống chế cả thăng tiến của Hàn Lâm Viện rồi. Dương Lăng kỳ khổ lắc đầu. Thật đáng tiếc, vốn dĩ là chuyện tốt nói ra từ miệng lưu cẩn liền bị sai lệch đi nói rất quang minh chính đại thật ra chẳng qua là để bóp cổ đám quan viên mà thôi hắn cười ha ha nói chắc là lưu cẩn còn hạ lệnh về sau quan viên văn võ trong kinh thăng giáng điều động đều phải đến chỗ ông ta để kiểm toán từ trước mới có thể nhậm chức chứ gì an chi bảo ngẩn người ra mới hiểu được đại khái ý nghĩa của kiểm toán từ trước không khỏi cười nói quốc à, cùng quốc cô công gia liệu sự như thần đúng là như vậy bây giờ đang làm kế hoạch cuối năm với quan viên rồi đồng thời dựa vào công trạng mà thăng giáng điều động mệnh lệnh này vừa ra quý phủ của lưu cấn ngựa xe như nước vậy quan viên lui tới nhiều như nước chảy cửa chính của lưu phủ mở rộng người tặng lễ vật chen vai thích cánh từ sáng sớm đến tận đêm khuya hiện tại đã có xảy ra rất nhiều chuyện đáng cười trong kinh rồi có quan viên buổi sáng tặng lễ được giao cho công việc béo bở thế nhưng buổi chiều có người tặng lễ vật nặng hơn thế là lại bộ lập tức hạ lệnh cắt chức quan tiền nhiệm bổ nhiệm quan mới một lần nữa còn có người đã nhận được ủy nhiệm rời kinh lại lập tức phái người đuổi theo gọi lại đảm nhiệm chức vị khác giao chức vụ cho quan viên tặng lễ vật nhiều hơn dương lăng nghe thấy như vậy nhíu chặt chân mày trầm giọng mà nói những chứng cứ này đều ghi chép rõ rồi chứ an chi bảo hiểu ý cười nói à, Cuộc quốc công yên tâm thời gian địa điểm lễ vật tặng bao nhiêu có những ai ở đó bọn thuộc hạ đã ghi rõ ràng toàn bộ rồi có đô đốc thần anh rõ ràng năm nay biên cương không có chiến sự lại hối lộ lưu cẩn mạo nhận chiến công lưu cẩn thình chỉ phong cho gã làm dương bá ban lệnh bài ờ, uh, bổng lộc tăng tới 800 thạch kìa rồi còn có võ trạng nguyên an quốc vốn được phân làm chỉ huy sứ đến thiểm Tây lập công ba lần nhưng vì không có tiền đút nót đừng đừng là võ trạng nguyên bị lưu cẩn, sắp xếp làm tiểu tốt trong quân ngay cả một ngũ trưởng nho nhỏ cũng không cho làm bình giang bá Trấn hùng không đưa hối lộ Mỹ lưu cẩn vui cho tham ô không chỉ đoạt lại lệnh bài miễn tử mà tiền triều ban cho hơn nữa xóa thức xếp nhà toàn gia xung quân nam hải dương lăng nghe thấy trong lòng có chút sốt ruột Tai nghe được Lưu Cẩn đang không ngừng gây sức ép ở kinh thành, gây hại cho quốc gia, bản thân rõ ràng có thể có năng lực khiến cho ông ta an phận lại cố ý ẩn nhẫn chịu đựng. Không khỏi có cảm giác tội lỗi vì việc này, nhưng chính bởi vì Lưu Cẩn độc các như thế, nếu không thể một chiêu chế phục ông ta, vậy sẽ đúng như lời của Dương Thận đã nói. Tranh giành đấu đá với ông ta mấy chục năm, cho dù cuối cùng có thắng cũng sẽ là chiến thắng thảm bại. Triều đình bị dày vò lâu như vậy sẽ phải trả giá bao nhiêu đây? Đến lúc đấy, vương triều đại minh căn cơ vốn dĩ vẫn còn tốt chỉ sợ cũng vì tai họa này dằn vặt mà đến hấp hối việc này giống như một bệnh nhân lựa chọn là đau bệnh đến không muốn sống nhưng sau đó trị khỏi bệnh triệt để lựa chọn khác là nằm trên rừng bệnh triền miên bị dằn vặt giờ sống giờ chết mấy chục năm trời rốt cuộc đau đớn nào nghiêm trọng hơn đây đây đại khái là một dạng tìm đường sống bằng phương pháp trị liệu gây sốc trong đấu tranh triều đình mà dương lăng nặng nề thở dài một hơi nói không còn chuyện gì nữa chứ à dạ dạ còn một chuyện cuối cùng lưu cẩn hạ lệnh trước tháng 5 năm nay tuần phủ các nơi trong cả nước đều phải đến kinh nhận sắc phong kẻ nào quá hạn không đến thì sẽ bị hạ ngục mệnh lệnh đã giao lại bộ truyền đạt đến các nơi rồi lại là để nhận hối lộ đây tuần phủ các nơi là quân chính địa phương quan viên dân chính chủ yếu trước tháng 5 đến kinh cũng tức là trước đó hai tháng phải xuất phát đúng vào tháng 3 mùa xuân vào thời vụ nhà nông lúc này chủ quan dân chính lại phải vội vàng vào kinh tặng lễ lưu cẩn vì nhất đầy nhà kho của chính mình mà mặc kệ đói no của dân chúng thiên hạ một khi phát sinh thiên tai chẳng phải là châm ngòi dân biến hay sao tuần phủ khắp thiên hạ đồng thời vào kinh ngư chỉ bằng điều kiện giao thông và điều kiện thông tin hiện nay vậy phải bỏ lỡ bao nhiêu chuyện đây dương lăng vũ bàn đánh cái rầm, hai mắt nhau lại thật sự nổi giận lưu cẩn ơi lưu cẩn người cứ ra sức dằn vặt như vậy đi không chỉ dằn vặt đến nỗi toàn thân mang đầy tội nghiệp cũng dằn vặt sạch sẽ một chút tình nghĩa giữa ta và ngươi nếu như có một ngày ta thẩm án ngươi trên công đường tuyệt đối sẽ không lưu tình chút tình nghĩa này đâu cũng trong lúc đấy ngài bên ngoài gần sang năm mới rồi ngài chạy đến quý phủ chúng ta giống như khóc tang vậy điều này thật không may mắn chút nào cả trương trung không kiên nhẫn ném một ít hạt điều vô miệng từ từ nhai chân bắt chéo lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại trước mặt ngài bên ngoài trương công công ngài ngài dơ cao đánh khẽ tiểu dân dập đầu với ngài ngài dơ cao đánh khẽ cầu ngài dơ cao đánh khẽ mà thân hình của ngài bên ngoài to mộng giống như một quả cầu thịt vậy nằm trên mặt đất không ngừng mà dập đầu ờ, ngài làm cái gì vậy <laughs> lại nói ngài bên ngại ngài lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều mà ngài có dập đầu chúc tết thì chúng ta cũng không thể cho ngài tiền mừng tuổi đâu trương trung cười nhạo làm cho một đám gia nô bật cười ha hả ngài bên ngoài lo mồ hôi trên mặt đau khổ cầu khẩn nói Trương công công ngài người của ngài đã đào đến sắt mép nhà 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 tiểu dân rồi gần sang năm mới cả nhà chúng tiểu dân cũng không dám ngồi trong nhà sợ nhà sụp kia công công ngài là bồ tát sống xin ngài mở lời bỏ qua cho chúng ta đi mà trương <laughs> trung thở dài buông chân xuống nghiêm nghị nói ngài bên ngoài chúng ta cũng không có cách nào cả chúng ta nhận lệnh vua phụng thánh chỉ Lưu Công Công trong kinh tự mình hạ lãnh Phải thăm dò mỏ vàng ở Bá Châu kìa Căn cứ chỉ điểm của cao nhân phong thủy mà chúng ta mời đến Phía dưới nhà các ngươi rất có thể là kim mạch Nếu đảo ra Đó là đại sự ích nước lợi dân Bách tính Bá Châu cũng đều có lợi cả Đây gọi là hy sinh cái tôi Hoàn thành việc chung Quốc gia hưng vong Thật phu hữu trách thôi Đây Đây Ngài bên ngoại lại lo mồ hôi Cười khổ mà nói Công công Tiểu dân sống hơn nửa đời người rồi Lần đầu tiên nghe nói bá châu chúng ta có vàng Hơn nữa hơn nữa Ông ta cẩn thận cười khan nói Cao nhân phong thủy Vậy vậy là nghiên cứu phong thủy mà Bọn họ hiểu gì về thăm dò mỏ vàng đấy Trương Trung kéo dài giọng nói Bọn họ không hiểu Ngài hiểu hay sao Được rồi được rồi được rồi Ngài bên ngoài mời ngài trở về đi Chúng ta còn phải tiếp mấy việc khách kìa Thật sự không thể tán gấu với ngài ở đây được Chúng ta thân mang hoàng mệnh Chuyện thăm dò mỏ vàng không phải ngài nói dừng là có thể dừng được đâu. Ừ. Hử? Trương Trung nói xong liền đứng dậy, muốn đi ra ngoài, ngài bên ngoại vội vàng kéo vạt áo của ông ta khẩn cầu. Ừ, công công, công công chớ đi, công công xin dừng bước lại. Nhà của tiểu dân thật sự không có mỏ vàng mà. Đó là đất nhà tiểu dân mà, tiểu dân, tiểu dân có khê đất đây, không thể tiếp tục đào xuống nữa đâu. Nói xong, ngài bên ngoại run lẩy bẩy, móc ra một tờ khế đất từ trong áo choàng ra, Trương Trung cũng không thèm nhìn tới, cười lại một tiếng nói. À, đất là của nhà ngài Ta cũng không chiếm đất của nhà ngài mà Người của ta đào dưới đất mà Mặt đất vẫn là của các ngươi mà Vậy vậy phải đào bao nhiêu Đào tới khi nào đây Trưng trưng trận trắng mắt nói Ngài nói xem Đây là lệnh vua Là lưu công công trong kinh chính miệng giao phó kìa Ta có thể không tận tâm hay sao Dưới nhà của ngài đào không ra Vậy còn có sân viện mà Toàn bộ trạch viện đều không có Vậy còn quả trên dưới 100 khoảnh đất ruộng tốt kia mà Toàn bộ đều đào lên cả Ta không tin không đào được vàng Gương mặt của ngài bên ngoài đỏ bừng Ông ta kẹ cắn môi Lấy một sấp ngân phiếu từ trong lòng ra Cung kính nâng tay lên nói à, Trương Công Công Trương Công Công Phiền ngài minh xét Có lẽ là là đại sư phong thủy kỳ kém cỏi thôi Phiền ngài mời những người khác xem lại lần nữa xem Cả khoảnh nhà chúng tiểu dân lúc trước đào xuống rất sâu rồi Thật sự chưa thấy qua hạt vàng nào cả Chút bạc này Phiền ngài Xem như xem xem như là tiền thù lao của thầy phong thủy vậy Trương chung phụt một tiếng vui vẻ nghĩ Hừ, Lão già ngươi nha Ai ai cũng nói ngải kính ngải viên ngoái Là gà bùn xín Vắt cổ chảy ra nước <laughs> Hóa ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà Lão tử không nhổ sạch lông của ngươi Để ngươi trở thành con gà trụ lông Thì không tỏ rõ bản lĩnh của ta mà <laughs> Viên ngoái Như vậy không tốt đâu Chúng ta muốn đào cả một mỏ vàng Ngài chỉ có một chút bạc này Phát cho ăn mày hay sao Sư phụ phong thủy mà chúng ta mời Chính là đồ đệ của đại sư năm đó Xem phong thủy Đế lăng của tiên đế kìa chút bạc này có thể mời đại sư về được không hả? Ừ, ờ, dạ 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 dạ, tiểu dân kiến thức nông cạn. Ngài viên ngoại cắn chặt răng và nút máu, đau lòng lấy ra một sấp ngân phiếu nữa, run lời bẩy giơ tay lên nói. Ở công công, ngài giúp cho, nhờ cả vòng ai Ừ. Trương Trung lướt mắt một cái, đánh mắt ra hiệu với quản gia bên cạnh. Quản gia vừa vàng tiến lên nhận bạc, tiện thể cười ha ha mà đỡ ngài viên ngoại lên. Ngài kính nặn ra một độ cười, còn khó coi hơn cả khóc nói đa tạ chương công công, đa tạ chương công công, cảm tạ cái gì chứ? Ta là một họ lợi hoán, ăn của hoàng gia, uống của hoàng gia, đương nhiên là phải tận trung tận tâm làm việc cho hoàng gia rồi. Ừ. Số bạc này ta sẽ cầm đi nhờ sư phụ phong thủy khác tìm mảnh đất cắt lợi khác vậy. Có điều mấy người thợ mà ta tìm đã bận rộn mấy ngày nay rồi, cũng sắp qua năm mới, ta đồng ý tặng tiền công gấp ba cho họ. Những người này, ngài kính thầm nghĩ nhiều tiền như vậy đều cầm đi còn không chịu chi một ít cho công nhân nữa sao thật sự là để lão ta đào toàn bộ đất nhà nhà lên phía dưới nhà đào ra toàn là động nhà ta cũng bị hủy rồi thôi đi móc ra đi ông ta sở túi tiền cười khổ rồi nói ở công công trên người tiểu dân không còn bạc tiểu dân lập tức trở về lấy ngay trương trung nháy mắt với một gia nô sau đó cười nói ừ không vợ không vội ngài về chuẩn bị đi ta lập tức phái người đi báo với họ trước hết ngừng lại không đào nữa ngài viên ngoại vừa nghe liền mừng rỡ liên tục bá lại thiên ân vạn tạ lúc này mới rời khỏi sảnh đi cả một đường trái tim cũng đau đến thắt lại cả một đường quản gia hàn bính bước lên trước dựng ngón cá lên nói ra chiêu này của ngài thật là cao nhá mậu nhị ra dẫn cả đám người đánh đánh giết giết <laughs> ra tay một trận còn không bằng ngài ngồi ở nhà người ta chủ động dâng lên nhiều hơn ra ngài nhận lấy ông ta vội vàng đưa một sấp ngân phiếu qua trưng trung đắc ý cười to nhận ngân phiếu thuận tay rút ra một tấm nói cầm đi ra thưởng cho ngươi nói xong nhét số dân phiếu còn lại vào tay áo vẫy vẫy tay với hàn bính hàn bính về mặt hớn hở tiếp nhận ngân phiếu vừa cúi đầu khom lưng tạ ơn vừa để sắt lỗ tay vào bàn tay lập tức cảm thấy nặng trong tấm ngân phiếu kia không ngờ còn có một bao vải nhỏ ở trong đó là hơn hai mươi hạt vàng vốn người tới ngải ra nói với người của chúng ta đừng đào nữa sau đó phát hiện trong đất có vàng vốn hiểu chưa Ánh mắt Hàn Bính chật lóe, kính sợ nhìn Trưng Trung liên tục gật đầu nói: à, Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi. Ừ, vậy vậy lấy bao nhiêu máu của ngài ra, ngài gà trống này vậy? Trưng Trung kể khách, khép tay áo nói: Ngài ra không phải, còn hai gian cửa hàng tơ lúa, một gian cửa hàng dầu thực vật, một gian cửa hàng dược liệu hay sao? Kiến lão giao toàn bộ ra. Hàn Bính giật mình kinh hãi, chần chừ nói: à, Ra, chuyện này có phải quá độc ác hay không? Lão nổi tiếng keo kiệt đấy có thể trở mặt không đáp ứng hay không trương trung lắc đầu cười nói không sẽ không đâu nếu hôm nay lão không cầm nhiều ngân phiếu như vậy đến nó không chừng sẽ liều mạng cá chết lấy sách kìa một văn tiền cũng không cầm nhưng đã ói ra nhiều như vậy rồi không giao cửa hàng ra thì số bạc này coi như vô ích sao lão là người thông minh đã biết gia sản đều ở đây cả lão không giao những cửa hàng đó sau này cũng đừng mong mà làm ăn được nữa hơn nữa còn có trạch viện của lão đất của lão kìa tòa đại trạch viện đó giá trị khoảng sáu vạn ngân lượng chỉ cần âm một tiếng thì toàn bộ đều thành cho bụi Còn mấy trăm khoảnh đất kia Nếu đào toàn bộ số đất trồng hoa màu lên Vậy con gà bùn xỉn đó sẽ biến thành con gà chết mất thôi Hàn Bính nghe thấy khí lạnh từ từ dâng lên trong lòng Bản thân độc ác, bản thân đen Nhưng chủ tử này càng đen càng độc ác hơn Quả thực là ăn thịt người, không nhả xương Hàn Bính vội vàng đáp lời Lật đật mà lui ra ngoài Trương Trung xoa xoa sắp ngân phiếu thật dày trong tay áo Cười ha hả đang muốn xoay người đến hộ viện một người hầu vội vàng báo lại Dạ, lương hồng lương công công đến trương trung quay người lại chỉ thấy phó khâm sai mang danh nghĩa kim ngô hộ vệ hữu đề đốc đi xét nhà lương hồng cười hì hì đến vừa gặp mặt đã cười nói ô oh, lão trương ta lại tới đây này trương trung bước xuống anh đón kéo tay áo của ông ta cười mắng cái đồ quỷ lão đã đến chỗ nghèo mặt hoang vắng này rồi mà ngày nào cũng đến chỗ ta tống tiền cá ha ha đi thôi chúng ta ra đằng sau uống vài chung trà lương hồng cười nói chẳng phải nói thừa hay sao đã đến bá châu lão già ta không ăn của ông thì ăn của ai đây có điều lần này ta thực sự có chuyện ngày ba mươi tết cơm sai đại nhân nhàn dỗi đi dạo ngắm cảnh ở trên phố nhìn thấy bốn vị phật sống của long tiền tự đến phủ ông làm pháp sự cầu phúc ông ta nghe ngóng một phen nghe nói rất nhiều thần tích của bốn vị phật gia này cũng đã động tâm rồi thu xếp muốn làm một đại pháp hội cầu phúc kìa để tích lễ âm đức âm đức cho mình ấy mà trương trung giật mình sao muốn mời phật sống hoàng pháp ư ừ. mời thì mời đi ta đây vẫn luôn né tránh thiên sắt tinh hắn cơ mà quan hệ dám gì đến ta chứ lương hồng nghiêm trang nói thật sự liên quan dám thế ông đấy ta ông ta mời bốn vị phật sống hoàng pháp cầu phúc cho kiếp sau gieo quẻ cho kiếp sau đồng thời làm đại pháp sự ban ân cho dân chúng bá châu kìa cho nên quốc công gia còn viết thiệp mời tất cả quan viên văn võ địa phương thân hào địa chủ đồng thời cho phép vín đồ dân chúng trong thành cùng đến đại viện phía sau ảm phụ cùng nhau cũng bái cầu phúc kìa trương trung ngạc nhiên nói ồ thành kính như vậy sao động tính thật lớn nha lẽ nào còn mời cả ta nữa hay sao <laughs> lương hồng móc ra một tấm thiệp thép vàng từ trong tay áo cười ha hà nói sao có thể thiếu thủ lĩnh bá châu ông được này đây là thiếp mời Trương Trung nhận thiết mời Hồ nghi mà nói Uy quốc công ông ta đến Bá Châu xét nhà Ta và ông ta nước giếng không phạm nước sông Tám cây gậy cũng không với tới Từ khi ông ta đến đây ta cũng chưa đi bái kiến qua Ông ta đừng đừng là quốc công Mời ta làm cái gì Lương Hồng khinh thường xì một tiếng cười mắng Xì Ta nói tiểu tử ông có phải thu tiền thuận tay lắm rồi không Cái đầu này không biết xoay chuyển ư Sắp bước sang năm mới rồi Người ta là quốc công ra Kiêm phụng chỉ khâm sai Người không biết xấu hổ mà tay không đến cửa hay sao Trưng Trung hà một tiếng chợt nói Còn mẹ nó chứ Đây là chạy đến Bá Châu ăn xén hay sao Lương Hồng trợn mắt trắng dã nói Vô nghĩa Ngươi cho rằng họ Dương là thiện nam tiên nữ sao Ta vừa lúc phải tới thăm ngươi Mới xong phong nhận thiệp mời đây này Giờ ông ta kéo tay Trưng Trung vừa đi vừa nói hey, Cá lớn nuốt cá bé Cá bé nuốt con tép Ngươi ở Bá Châu đang là một con cá lớn hung hãn Đến khi quốc công gia đến đây Ngươi chỉ đành giả làm một con thép trà trộn Và một mớ thép mà thôi Sao? Sao vậy? Không vui ư? Đừng thấy người ta không ở trong chiều Vẫn là tâm phúc trước mặt hoàng thượng Đeo bám quan hệ chắc chắn, không có gì xấu cả Trưng trung giờ khóc giờ cười mà nói Còn mẹ nó chứ Đúng là mỗi người đều có một biện pháp riêng mà Quý quốc công ông ta vơ vét tài báo Còn nghiêm trang hơn cả ta nữa kìa Cầm ít còn ngại ra tay sao Ông ta lại xoa xoa chồng ngân phiếu thật dày trong tay áo Tức giận mà mắng Tay trái vào, tay phải ra Lão già già ta thành thần tài quá thời rồi đây là cực khổ vì ai bận rộn vì ai đây? lại nói ảm phủ hiện giờ xem như là hành dinh tạm thời của uy quốc công gia trước cửa khoác lụa hồng treo lụa màu dòng người hăng hái giống như đi hội chùa vậy thật sự là vô cùng náo nhiệt dương lăng và lưng hồng đang cùng uống rượu nói chuyện với quan viên lớn nhỏ của bá châu đã tới từ sớm chấn thủ thái giám trương trung chi châu phàn mạnh ly rồi thì vệ sở chỉ huy chu thiên hộ ngồi ở vị trí chủ tọa hôm nay Lương Hồng thật vui vẻ, quan viên lớn nhỏ đến dự tiệc, ai ai cũng chuẩn bị hậu lễ. Nếu tặng cho khâm sai đại nhân thì lấy nào lại thiếu phần của phó khâm sai được đây? Lương Hồng cũng kiếm được đầy bồn đầy chậu lớn tiếng than không uống chuyến này, cho nên dương lăng tuy chỉ uống chậm uống ít, Lương Hồng lại hưng phấn mãnh liệt uống đến say bảy tám phần, khuôn mặt đỏ thẫm. Những quan viên này hành vi phong đãng, những ca nữ xinh đẹp mà Lương Hồng tìm về cười nói vui vẻ, ngồi hầu rượu ở bên cạnh, hầu tới hầu lui thì bà mông chuyển từ trên ghế lên trên đùi những vị đại nhân này mới đầu chư vị quan viên còn có chút e rẻ cho nên khi thấy uy quốc công gia cũng có một tiểu mỹ nhân ngực to eo nhỏ dở trò lập tức như gặp được tri âm cả đám lộ ra nguyên hình đại sảnh ở áp như mùa xuân cũng không phải người bình thường có thể vào được dân chúng tầm thường chỉ có thể đi tới đi lui trong sân thưởng thức vài bài hát tuồng của đoàn kịch nhỏ được mời tới chỉ có quan viên và thân sĩ nhận được thiệp mời mới có tư cách vào sảnh ngồi bữa rượu này mỗi người đều phải tốn một mớ bạc to tuy nhiên có thể ngồi cùng bàn bàn uống rượu với quốc công gia cũng đủ để ghi vào gia phả khoe cả ba đời rồi vài vũ nữ tư thái huyền chuyển đang khẽ rối thân ngọc chậm rãi cất giọng hát lên những khúc hát kiểu diễm động lòng người các nàng mặc áo bào mỏng mềm nhẹ màu hồng váy áo xanh ngọc như cánh ve bên trong là những chiếc quần lót mỏng manh có thể nhìn thấy da thịt ôm chặt lấy bờ mông lớn tròn trịa đầy đặn chiếc áo yếm theo những đóa hoa tươi đẹp chiếc khe giữa hai núi đồi sâu hắm đập vào mắt mọi người vú nhỏ nhô cao đường cong lôi cuốn lòng người eo vốn nhỏ thon thon khốn nỗi xuân mòn chiều trang điểm dưới bóng mai non thướt thướt tha tha chi tựa nhỉ một rẽ mây vần cá mấp máy môi son từng chữ véo von véo von hoa đào ngõ thẳm một bon bon buồn ngắm rau đài nguyệt bạch xa dọi vành tròn một khúc hát qua đi phạt bạch ni vỗ tay cười to cùng hát theo ấy, ây cho một hoa đảo ngõ thắm bon bon, hàm xúc, hàm xúc mà, phải là giọng hát này mà. Lý Thanh Chiếu vốn giọng quan gia, danh môn khuê tú, cũng làm ra những ca tử kiểu diễm như vậy, thật là người tài mà. <laughs> Dương Lăng và Lương Hồng Trương trung cùng cười hạch một trận, so với Phản Mạch Ly, cả ba vị này đều là kẻ mù văn chương. Lý Thanh Chiếu trong lòng Dương Lăng là một hình tượng, một tiên nữ không nhóm nhân gian khó lửa hắn thực sự không biết người ta còn có thể viết ra những ca từ kiểu diễm như vậy thế câm sai đại nhân cũng nghe rất vui vẻ phàn mạch ly nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mỹ nhân bên cạnh cúi đầu thì thầm vài câu nàng kia che miệng cười xấu hổ lập tức duyên dáng đứng dậy lấy một chiếc tỉ bà ra nhập vào nhóm múa xinh đẹp kia tài múa của cô gái này cao siêu do đàn tỉ bà trong tay vừa múa vừa đàn miệng thơm khẽ hát dáng múa huyền chuyển như phi thiên chén rượu nhạt uống cùng người ngọc ở bên đèn quay đầu ôm lấy tình cuối cùng đau đẩy nhẹ tình lang dần nghe tiếng run khẽ sợ tun đỏ thử luân phiên nhau hoàn toàn không kẽ hở lúc này phong vị hóa điên cuồng động 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 hai tay nắm lấy hai môi sắt nhau đầu lưỡi giao thoa chúng quan viên thân sĩ xem như mê như say nghe thấy thì mặt mày hớn hở trên ghế chỉ có hai vị tiên sinh trương trung và lương hồng ngồi nghiêm chỉnh đóng giả chính nhân quân tử dương lang cười theo vài tiếng trong lòng lo lắng cho bốn vị phật sống đang tĩnh tâm ngồi thiền chuẩn bị biểu diễn thần thông vừa nghe từ ca từ của bài này hết đau 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 rồi lại động 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 dù sao đây cũng là bữa tiệc của các quan bản thân mình tốt xấu gì cũng là quốc công gia chuyện này cũng có chút hạ lưu rồi vì thế dương lăng ho khan một tiếng nâng chấn rượu lên bày ra tư thế lãnh đạo đang muốn ra hiệu mọi người nghiêm túc một chút chợt nghe phàn mạch ly vui mừng hết sức cười nói bài này của tống huy tông mạnh hơn lý thanh chiếu nhiều lắm sau khi nghe xong khiến người ta tưởng tượng ra lý sư sư kia là bó vật tuyệt thế cỡ nào đây Thật sự là trong lòng ngứa ngáy, ngứa ngáy có chịu mà. Sao? Tống Huy Tông ngư Dương Lăng giật mình, cảm thấy đây là bài do Hoàng đế người ta làm nha. Sao? Tống Huy Tông ngữ Dương Lăng giật mình, cảm thấy đây là bài do Hoàng đế người ta làm nha. Hoàng đế mà còn đức tính này, ta một quốc công như ta, mà giả vờ cái gì đây? Lời đến bên mép, liền nút trở vào. phan Mạch Ly uống say đến mắt cũng lờ đờ, mông lung vừa nghiêng đầu, thì thấy Dương Lăng rơi chén rượu. Đang hướng về phía gã, thụ sủng như kinh vội vàng đứng dậy, nâng chén rượu, cùng Dương Lăng cùng một cái. À, quốc công già khách khí, khách khí quá, hạ quan không dám nhận đâu. Khúc ca kiểu diễm này của Tống uy Tông thật sự là không tầm thường. Đáng cạn một ly lớn, hạ quan kính đại nhân. Hả? À, đáng chứ? Đáng cạn một ly lớn? Cạn ly lớn nào? Mọi người cùng uống, cùng uống nào. Dương Lăng nâng chén lên thuận thế chuyển thành mời rượu. Các quân viên thân sĩ vừa thấy quốc công mời rượu, đều nâng chén uống cạn. Dương Lăng chuyển mắt, đột nhiên nhìn thấy Tống Tiểu Ái, một thân quân trang, dáng vẻ tuấn tú đáng yêu, không nói lên lời. Không ít kẻ ham mê tiểu sắc trong bữa tiệc, nhìn thấy vẻ đẹp đặc biệt của nàng, đều bị hấp dẫn, lén nút vụng trộm mà nhìn nàng. Tống Tiểu Ái đứng ở góc tường, chu cái miệng nhỏ như đang sinh hờn dỗi, đôi mắt vẫn nghiêng nghiêng nhìn hắn. Dương Lăng cười ha ha, lắc lư lảo đảo đứng dậy, nói với mọi người: uh, "Các vị, các vị từ từ uống, bản công gia đi tiểu tiện một chút đây." Hắn đến bên tường, nhỏ giọng nói: "Thế nào rồi? Tất cả ổn thỏa chứ?" ừ tống tiểu ái biểu mô lên tiếng xoay người liền ra ngoài dương lăng theo ra ngoài hành lang cười nói sao làm sao vậy không phải là tức giận đại bồng trùy hay sao tống tiểu ái sáng giọng nói đại nhân những kẻ mà ngài kết giao đây là loại quan gì vậy đại nhân gì chứ quân tử gì chứ ta thấy ta ta thấy không người nào đứng đắn cả hát những ca khúc dâm đãng ngài còn khen hay sao dương lăng thấy gương mặt của nàng đỏ bừng dáng vẻ xấu hổ trong lòng không khỏi cười thầm hôm nay ở trước mặt chúng quan viên thân sĩ làm ra hành vi phong đãng như thế hắn đương nhiên là có mục đích của hắn đệ nhất tặc của bá châu tứ đại tặc chính là quan tặc nếu ngay từ đầu bày ra dáng vẻ thanh quan thì cả đám quan viên sẽ lên thủ tạo ra giả tượng giấu giếm tin tức vậy hắn mang theo một đội quan binh bên ngoài có nằm mơ mới tìm được một chút tin tức hữu dụng ai có gan ra mặt mà làm chứng đây cho dù là bất đắc dĩ phải điều động nhân mã trong nội xưởng tin rằng cũng phí hoài công sức mà thôi huống chi hiện tại thế lực có thể điều động từ xưởng ra để tránh khiến cho lưu cẩn chú ý ngoại trừ bộ phận ở ngoài biển và biên vực ra cơ bản đều đang ở trong giai đoạn nằm yên ngoại trừ một số nhân viên thân cận trung thành do thành khởi vận chỉ huy ra hệ thống tình báo của hắn có thể nói là đang trong thời kỳ ngủ đông đây cũng là nguyên nhân sau khi nội xưởng do lưu cẩn tiếp nhận rõ ràng phát xác không có lớn mạnh như trong dự liệu lại thủy chung không hoài nghi dương lăng dùng kế kim tiền thoát xác tham quan bá châu xấu xa trung quy cũng chỉ là tai họa một nơi phe phái lưu cẩn lại là tai họa của toàn bộ thiên hạ. đâu nặng đâu nhẹ, Dương lăng vẫn phân biệt rất rõ ràng. hiện tại không thể kinh suất mà ra tay với họ, vậy thì bản thân phải làm quen với đám quan tham quan ô hợp này, đấu trí sao dũng? giống như bốn tên giả thần giả thánh hôm nay vậy, vừa được quan phủ ủng hộ, lại được dân chúng kính yêu, tìm không thấy một chút chứng cứ, khổ chủ duy nhất còn là một tên tội phạm giết người bị truy nã đang lẩn trốn. cứ đi theo con đường bình thường thì có thể đối phó với bốn tên yêu tăng này hay sao? vậy cũng chỉ có thể đi đường vòng trước hết hòa mình vào bọn họ biến thành người mình dương lăng như có thâm ý lướt nhìn nàng một cái thấp giọng rồi nói người quá cao sẽ bị ghen tí quá thánh khiết sẽ bị người khác ghen ái tiểu ái có đi khi cái gọi là thủ đoạn tạm thích cứng kìa đúng lúc này chu thiên hộ say khướt đi dọc theo hành lang tới dương lăng vội vàng cao giọng cười nói nam nhân mà đã đến đây mà không nói những cái này vậy sao uống rượu được đây hơn nữa một Lý Thành Chiếu ừ, Một Tống Nguy Tông Đều là đại nhân vật cả Người ta viết ra sao ta không được nghe chứ <laughs> Đây là Tống Tử đó nha chu Tiên Hộ mắt say là đờ mông lung Giống như không thấy rõ quốc công gia đứng ở đây vậy Ngã trái ngã phải đi về phía sảnh Dương Lăng quay đầu lướt nhìn Cười nhẹ mà nói <laughs> Thôi đi nam nhân gặp dịp thì chơi Người không hiểu đâu Trong thực diệu lại có kỹ nữ hầu diệu Không nói mấy chuyện sắc dục này mới là lạ đấy Người đừng có không tự nhiên như vậy Ra sau quay sóc một chút đi Đừng để xảy ra sai sót gì cả Phải bảo vệ ta cũng không cần lúc nào Cũng theo sát bên ta đâu Tống Tiểu Ái nhanh nhạy liếc xung quanh Ý xấu hổ tiêu tán hạ giọng mà nói Yên tâm đi Bên lưu đại bổng trùy đã chuẩn bị xong rồi Ta chọn ra vài thủ hạ thông minh Đóng giả thành tín đồ Vì sợ có người lỡ tay ta đã chuẩn bị 8 người Cam đan tuyệt đối không có sai sót gì cả ừ. Dương Lăng thu lại nụ cười Hắn thông thả đi về phía trước hai bước Kinh ngạc nhìn khoảng sân tuyết trắng lấp lánh Một trận gió thổi qua bọt tuyết trên mái hiên thổi tới vào gái hắn dương lang không khỏi co rụt lại tiểu ái ngươi nói ta làm như vậy có phải quá độc ác không tống tiểu ái nhón chân đi tới bên cạnh hắn khẽ ừ, ừ cũng có chút độc ác hey. dương Lăng thở dài bọt tuyết lại thổi vào trong cổ lần này hắn lại không động đậy tống tiểu ái nhìn bóng lưng của hắn từ phía sau bỗng nhiên cười ngọt ngào dịu dàng mà nói đại nhân tội của bọn họ chết trăm lần không đủ Sử theo luật cũng chết mà u mê hồ đồ cũng là chết đối với bọn họ mà nói chết như thế nào có khác gì nhau đâu đại nhân không phải đã điều tra thân phận bọn họ rồi hay sao những tên giả thần giả thánh này đích thực là những kẻ lừa đảo ngày xưa bị hoàng trị hoàng đế đuổi khỏi kinh sư tội ác vừa vét của cái lừa gạt người khác ở đây căn bản là không giấu được ai cả những ngu dân kia lại cứ một mực điên cuồng mà tin theo đại nhân cảm thấy chủ ý của mình không quân tử nhưng nếu như dùng thủ đoạn của quân quân tử thì phải trả giá bằng sinh mạng của rất nhiều dân chúng dùng thủ đoạn tiểu nhân chỉ để diệt trừ vài tên tiểu nhân như vậy đại nhân ngại gì mà vì dân chúng mà làm tiểu nhân một lần đi dương lăng bỗng quay đầu lại đối diện với đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn chăm chú hồi lâu đột nhiên giống như buông bỏ được một gánh nặng hít mạnh một hơi vui vẻ cười nói nói rất đúng đối với quân tử thì phải đối đãi theo cách quân tử mà đối với tiểu nhân cũng phải đối đãi theo cách của một tiểu nhân kìa ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây dương đại nhân ta hôm nay đành làm một dương tiểu nhân vậy dương lăng mới nói đến đây chợt nghe trong sảnh trầm trồ khen ngợi sau đó một thanh âm trong trẻo của con gái hát lên giường bên cạnh gối nghiêng lệch nhẹ nhàng cây màu tiểu kim liên thân hình động bở mông cong một trận hôn mê một trận đau tính gọi ca ca từ từ đùa chờ đợi mụi tử cùng qua cửa trong nhất thời thật lâu sau nhắm chúng hồn phách bay lên trời khuôn mặt của tống tiểu ái nháy mắt đỏ bừng như quả táo dương lăng cười khổ nói ờ đây đây là gì vậy Khói miệng của tống tiểu ái run rẩy phẫn nộ mà nói đây đây là nguyên khúc đấy ồ oh, trường đồng chỗ lên chương trống vang lên bốn vị phật sống đã dâng hương tính tọa xong rồi cuối cùng cũng ra sân một mặt đài cao dựa vào tường trước đài đã bày một hàng ghế từ sớm trên mặt đất phủ một tấm thảm dày chỗ đó là dành cho những quan viên thân sĩ thân phận tương đối cao ngồi có điều tất cả quan viên đều cung kính nghiêm cẩn đứng ở một bên Dương Lăng cũng chưa đành nhập ra tùy tục đứng ở vị trí đầu tiên đang chờ nhóm tăng lưỡi bên trong lều tròn được dựng tạm thời bên cạnh xuất chướng bên ngoài đài cao do quân binh của Dương Lăng bao vây lại dân chúng bị ngăn ở bên ngoài chỉ có thể đứng xem ở cách đó 20 mươi trượng Phật sống vừa xuất chướng các tín đồ đó liền rối rít quỷ xuống cung kính bé lại thành kính cực kỳ e rằng hoàng thượng xuất trần cũng không có sức uy hiếp lớn đến như vậy bọn quan viên đứng nghiêm trang có kẻ đỏ bừng cả khuôn mặt có kẻ ở ra cả hơi rượu càng muốn bày sao dáng vẻ nghiêm nghị chân lại càng không ổn lảo đảo lắc lư nhìn thấy mà có chút buồn cười uh, phiền bốn vị đại sư thi pháp dương mỗ kinh hãi khôn xiết bốn vị đại sư mời an vị dương lăng có trưng chung và phàm mạch lê đi cùng bước lên phía trước hết sức lo sợ vẻ mặt kính nể nói về bốn tên giả thần giả thánh trí tuệ dương chân mày thản nhiên liếc nhìn dương lăng miệng hô phật hiệu nói a di đà phật quốc công không cần khách khí chúng ta là người xuất gia khổ công tu hành chính vì phổ độ chúng sinh quốc công thành tâm hướng Phật, tổ chức đại hội Hoàng Pháp, thật là hộ pháp của Phật môn ta mà. Nói tới đây, ông ta mới thản nhiên cười nói, bọn ta và quốc công cũng có duyên phận kiếp trước, hôm nay tương ngộ cũng là định mệnh, lão nạp một lên mượn một, một ly giao trì, tiên tiểu kính quốc công vậy. Nói xong, trí tuệ đại sư phất tay một cái, tay áo phấp phới tung bay. Lập tức trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc chén ngọc lung linh tinh xảo, rượu nhạt trong chén, óng ánh đông đầy, các quan viên xung quanh cực kỳ hâm mộ. Đây chính là giao chỉ tiên tiểu nha, cũng chỉ có bốn vị Phật sống mới có tư cách lấy ra từ thiên cung về thôi. Cũng chỉ có quốc công gia người ta mới có tư cách thưởng thức. Chúng ta làm sao mà gặp được đây? Các tín đồ địa phương xa xa chợt thấy Phật sống, lại hiển thần tích cũng kích động hô to bái lại. Dương Lăng thầm nhủ trong lòng. Ảo thuật này cũng không tồi, nếu là thời hiện đại thì sẽ là nhà ảo thuật hàng đầu của gánh ảo thuật đấy. Cố gắng ra vẻ thêm chút nữa đi. À không không không, không chừng còn là cấp đại sư đấy chứ hắn thật cẩn thận tiếp nhận rượu dáng vẻ cực kỳ thành kính nhấp nhẹ một ngụm tiên tiểu hắn cũng không phải là, là không tin thần phật chỉ là qua sự tuyên truyền về kỹ xảo lời người của những kẻ như bốn tên phật sống này ai ai cũng biết từ lâu dương lăng lại là một cậu học sinh có chủ kiến hơn nữa nếu quả thật tu thành thần phật sao có thể tham luyến hồng trần như thế còn kết giao với tham quan ác quan đây hắn dĩ nhiên không tin bốn tên này thật sự là phật gia hạ phàm có điều để phòng bị bốn yêu tăng có tà môn đạo hạnh gì đó dương lăng thật sự chuẩn bị hai thùng máu chống mực một khi thực sự có điều quái gì liền tạt cho ông ta một thân máu chó hiện tại hắn ngược lại cũng không có gì lo lắng cho dù là những tên tên gian lận hạ lưu còn biết lạt mềm buộc chặt trước hết cho mục tiêu một chút ngọt ngào bốn tên yêu tăng này nịnh bợ hắn còn không kịp đương nhiên sẽ không có ý định hại hắn cho nên dương lăng to gan uống một ngụm ừ, nữ nhi hồng tốt nhất không không hoàn toàn vậy dường như hình như còn thêm chút chút diệp thanh thì phải vậy là dương quốc công thưởng thức kết rượu ngon nam bắc chính tông liếm liếm môi sau đó ngạc nhiên vui mừng mà nói À, rượu ngon, rượu ngon, quả nhiên là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cam thuần vô cùng. Ai nha, rừng mỗ có hồng phúc thế này, thật phải đã tạ bốn vị thánh tăng rồi. À, bốn vị đại sư, mời ngồi, mời ngồi. Nơi này đã chuẩn bị chút món chay rượu chay, bốn vị đại sư ít nhiều hãy dùng một chút nào. Trí Thông Hòa thượng phất tâu dài, chắp tay cười nói: "A Di Đà Phật, các tín đồ trở bên ngoài đã lâu, bọn ta cũng nên sớm ngày đăng đài thuyết pháp tụng kinh." Còn về món chay rượu chay A Di Đà Phật. Ông ta cười tủm, qua lại nhìn Tam Tăng còn lại, chí thiện mỉm cười nói: à, "Không dối gạt quốc công, sư huynh ta tu hành đã hai giáp rồi, đạo hạnh ngày càng cao thâm, cách ngày thành công phi thăng đã không còn xa nữa, ngũ cốc giữa trần thế <laughs> đã không còn biết thương vị vài chục năm rồi." Nhìn chí thiện cả mặt hồng hào, đầu chán bóng lưỡng, lại nói tích cốc mấy chục năm, Dương Lăng thiếu chút nữa liền cười vang ra, Vờ vàng khen tặng nói: À, phải 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 những món phẩm phu tục tử này nên sao có thể lọt vào pháp nhãn của bốn vị thần tăng được đây rồi hắn cung kính trả chén rượu cho tiểu sa di bên cạnh trí thiện lên tiếng hỏi vậy bây giờ bốn vị đại sư lên đàn làm phép à không phải không phải giảng kinh tụng pháp chứ trí thiện đại sư khẽ vút cằm dương lăng vội dẫn bốn tên giả thần giả quỷ này đến trước đài hai hàng tiểu sa di lên đài trước tiên mang theo bốn tòa bảo tọa liên hoa còn có cả trung đồng pháp khí các loại dụng cụ giữa đài cao đặt tượng thích ca mâu ni phía sau tượng đặt pháp tọa tỏ ý pháp sư thay phật giảng giải nhưng bốn vị pháp sư cũng không ngồi lên trên bộ đoàn trước tượng phật mà là đến tòa sen được đặt ở bốn góc của tượng thích ca mâu ni mỗi người bước lên ngồi xuống hai tay hợp thành chữ thập tướng mạo uy nghiêm giống như la hán ở trước phật vậy trương kêu gõ khánh thắp hương lễ bái tiếng phản xứng lên thật du dương nhất thời vạn chúng trang nghiêm trí tuệ đại sư ngồi ngay ngắn bất động lại cất giọng nói phải biết nghe Pháp là nhân duyên vô thượng Tất phải thành tâm, cung kính Ý không được loạn, nín thở vạn duyên Yên lặng nghe Pháp Nếu có thể theo nếp thừa hành Vậy không phụ Phật ân Chúng sa di cùng bách tính bên ngoài Thậm chí rất nhiều người trong đám quan viên Đều hợp hai tay thành chữ thập Cùng kêu lên nói Cùng thỉnh Thánh Tăng giải như lai chân nghĩa Nam vô vân lai tạp Bồ Tát Ma Ha Tát Nam vô vân lai tạp Bồ Tát Ma Ha Tát Nam vô hải hội, Vân lai tập bồ tát ma ha tát Dương lăng hai tay thập thành chữ thập Nhép miệng Trong mắt xoay chuyển lung tung Chật nhìn thấy tống tiểu ái Toàn thân khôi giáp Bên hông đeo kiếm Miệng ngậm một nhánh cỏ non Mà nhấp như món gì đấy Chân dài của nàng đong đưa Đi dạo dưới pháp này dáng người mỹ lệ Được qua bọc trong bộ chiến bào Ôm sát Đường cong dị thường mê người dáng vẻ Vừa phong độ Lại vừa tuấn tú Lúc đối diện với ánh mắt của hắn Tống tiểu ái những mày liễu Lên trước ngọn cỏ trong cái miệng nhỏ khẽ vảnh kia chúi xuống dưới dương lăng hiểu ý khẽ vút cầm, cũng nhắm mắt lại niệm như thật nam mô bản sư thích ca mâu ni nam mô bản sư thích ca mâu ni phật muốn lăn lộn ở kinh sư chỉ dựa vào to mồm chứ làm sao hù được người đây bốn vị yêu tăng thật sự là phải lặn lưng vài bản kinh phật trí thông thiền sư lúc này hô to phật hiệu sướng lên a à di đà phật bồ tát quán tự tại khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa sẽ thấy năm uẩn đều không vượt qua mọi khổ ách xá lợi tử sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc tức là không không tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy ông ta trước hết ngâm tụng một đoạn bắt nhã ba la mật đa tâm kinh sau đó nói các vị các vị thiện tri thức các vị pháp sư các vị cư sĩ hôm nay lão nạp tụng qua ai ai cũng biết tức là bát nhã ba la mật đa tâm kinh chữ tâm này rất quan trọng thành phật cũng là tâm tạo chúng sinh cũng là tâm thiên đường cũng là tâm, địa ngục cũng là tâm. Cho nên trong kinh hoa nghiêm quảng Phật có dạy rằng nếu ai muốn thấy mà muốn hiểu, trừ bụt có mặt trong ba đời, người ấy phải quán chiếu pháp giới, tất cả đều do tâm mà thôi. Ngã Phật học Phật sẽ nhìn rõ tâm, tâm này phải có tâm, dụng tâm, tâm thành là thể linh. Mê muội tâm này, chịu khổ vô lượng, sinh tử luân hồi không giới hạn. Duy có chư Phật Bồ Tát sáng tỏ tâm này, thấu tỏ tâm này vì Phật khi nào, Vậy làm sao để tâm thành được đây Thì phải quy ngã Phật Thờ phụng ngã Phật Thường làm việc thiện Lấy công đức kiếp này giao thiện nhân Được thiện quả của kiếp sau Tâm 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 Khó có thể tìm ra được Rộng khắp trong pháp giới Hẹp cũng không dễ tìm Thường thay chúng sinh bình đẳng Ai ngu ai minh đây Phật tâm thấy tính Đột nhiên liền hiểu ra Cũng trong lúc đó Ơn này thì tươi 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 Đều tươi cả bên ngoài bức tường cao là dãy lều thấp bé của nhóm người làm công ngắn hạn của ảm gia từ khi ảm gia bị diệt đã dẹp qua một bên không cần bây giờ bên trong lại có hơn 10 bóng người lén lút vùng trộm lay động cái vị có thân hình khổng lồ nhất kia chính là lưu đại bồng chùy tưới 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 ui sảng khoái quá đi bỗng nhiên dương lang đến hắn hỏi sao rồi à, yên tâm đi đại nhân sáng nay đã tưới lần thứ tư rồi các huynh đệ đã lấy hết toàn bộ của chạy heo chạy dê chạy la chạy ngựa của bát châu này rồi xung quanh cả đai đã bỏ củi khô vài vòng khắp trong ngoài toàn bộ bên trên đều là đâm lỗ nhỏ cá hai ngày nay ngày nào cũng tưới cả thùng lớn cá phòng trừng củi gỗ bên dưới đều đã ướt xuống dầu cả rồi sợ nôn khói các huynh đệ lại đi vào trong đó quạt gió cam đoan củi khô lửa bốc một khi phát ra thì không thể vãn hồi được lưu đại bồng trì cười mờ ám hai tiếng nói thành công rồi chờ tin tức bên tống tung quân máu cho mực đã chuẩn bị xong nếu chẳng may yêu tăng thực sự hiển yêu pháp liền tạt đồ cho hoàng ông tăng ấy một gã thị vệ lo lắng nói Đại nhân Nghe nói dân chúng Bá Châu đều đã từng chứng kiến lại thần thông của bọn họ Chắc không phải là thần tiên sống thực sự đấy chứ Nếu như vậy chúng ta sẽ gây ra họa lớn đấy Không thể nào được Lưu Đại Bồng Chỉ nói Người không biết sao Nghe nói đại nhân nhà ta và Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư là huynh đệ kết nghĩa Giỏi nhất là hàng yêu phục ma Đại soái chẳng những làm phép mượn gió, mượn khói Năm đó khi ở ven sông Tiền Đường 800 con binh đột nhiên bị 3.000 giặc qua tập kích đại số nhà ta chỉ niệm một đạo chú ngữ thôi ngọn sóng cuồn cuộn nổi lên cao giữa trời bình tôm tướng cua của đông hải long cung đều đến hỗ trợ ba ngàn giặc qua bị rùa đen kéo vào trong nước tới hai ngàn bảy ba trăm tên còn lại thắt thiên đăng một đêm đó thật sáng à ồ có nghe nói có nghe nói rồi vài binh lính trong gia liên tục gật đầu tâm tình vốn dĩ bất an không yên lập tức bình tĩnh trở lại anh em kết nghĩa của trương thiên sư nói tứ đại thần tăng là yêu quái vậy nhất định là không sai chờ nghe lệnh phóng hỏa là được vài người vội trở lại bên tường trên tường giống như hố bếp vậy có bốn cửa hang tối om om đài giảng kinh bên kia tường giống hệt như một cái hố lửa kinh kim cương diệu pháp liên hoa kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh bốn vị tăng nhân chẳng những giảng giải nghĩa của kinh còn có chứng cứ cứ nói năm nào đó nơi nào đó người nào đó làm sao thờ cúng phật pháp thành kính lễ phật quyên hiến ngang khói về sau gặp được ách nào đó kết quả hóa thông thành an đó chen những loại chuyện xưa vào trong những lời giảng giải đạo lý giảng lý khô khan khiến chúng tín đồ nghe như si như mê càng kỳ diệu hơn chính là lúc bốn người giảng kinh tuy không có hoa từ trên trời rơi xuống lại không biết từ đâu bay tới mùi đàn hương như có như không mặc dù ở nơi trống trải vẫn kéo dài không thôi làm cho người ta càng thêm tin tưởng bốn vị cao tăng chính là cao nhân đắc đạo đợi cho trí thông thiền sư giảng xong nghĩa của kinh bốn vị cao tăng song trưởng hợp thành chữ thập đồng thanh tụng xứng nói nguyện dùng công đức này trang nghiêm dâng lên phật trên báo bốn đân nắng, dưới tế ba đường khổ nếu có người nghe thấy biết phát tâm bồ đề nguyện báo đắp thân này sinh vào cực lạc quốc nam mô a di đà phật quan binh của dương lăng cố ý buông lỏng tín đồ tới gần đài càng lúc càng gần vừa nghe lời kệ chúng tín đồ vội vàng lo sợ đồng thanh ngâm nói nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật chuông đồng trỗi lên phạn sướng lại nổi giảng kinh đã kết thúc tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được nhóm tiểu sa di nâng xuống dưới. Bốn tòa sen không rời đi. Nhóm tiểu sa di bày một lư hương cực to ở chỗ vốn dĩ là tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Lư hương là loại lư hương ngăn ra ở trên dưới hai tầng. Tầng dưới đốt đàn hương thượng hạng, tí tách tí tách, tầng trên lại thắp một nén hương cực lớn, khói bốc nghi ngút. Dân chúng đều biết Phật gia lại sắp biểu diễn thần tích rồi, ai ai cũng hưng phấn cả lên. Đám tiểu sa di dưới sự chỉ huy của vài đại hòa thượng lên đài vận tới bận lui, bày bố sắp xếp đủ loại đồ vật bốn võ tăng dâu đen đứng trước đài nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lên đài hỗ trợ hoặc quan sát dương lăng và phàn đại nhân trương công công lương hồng mời bốn vị cao tăng xuống dưới cung phòng trà thơm không biết bốn vị cao tăng này nói từ lâu không ăn khó lửa nhân gian thì có bao gồm cả nước trà hay không hay là giảng kinh đến nói khát quá mà chẳng những bốn cao tăng uống trà lúc đặt ly xuống là còn bỏ nắp ra tỏ ý rót thêm đám người lớn dương lăng ca tụng tứ tăng phật pháp cao thâm trên mặt bốn vị cao tăng đắc đạo cũng không khỏi lộ ra nụ cười kiêu ngạo hôm nay bọn họ ra sức giảng kinh thuyết pháp như thế chính là để khiến cho dương lăng vào chồng chỉ cần khiến hắn trở thành tín đồ môn hạ nó không chừng có thể trở về vạn xuân cung thọ an cung được bốn người này vốn dĩ là bốn mối họa lớn mà lý quảng chưa vào kinh ở kinh sư tắc quái tắc quái ngạo mạn đến không chịu nổi vốn dĩ giả thần giả thánh rất tốt đáng tiếc lâu ngày dài tháng tự thôi miên mình quá lâu cảm giác quá mức tốt đẹp tên thái giám chết bẩm lý quảng kia thật sự coi mình là thần tiên sống không ngờ làm như có thật tính phong thủy cho hoàng trị hoàng đế khiến cho hoàng đế xây dựng một tòa đình ở trên cảnh sơn nó là triệu hồi đại cát ai ngờ đình vừa xây xong tỷ tỷ của vĩnh phúc tiểu công chúa lúc ấy vẫn còn chưa tới 10 tuổi liền bạo bệnh mà bỏ mình thái hậu nổi giận cho rằng lý quảng xây đình chọc giận thái tuế muốn truy cứu trách nhiệm của ông ta kết quả lý quảng sợ tội tự sát việc tham ô nhận hối lộ bởi vậy mà bại lộ cũng liên luyện đến đám người giả thần giả thánh dựa vào hắn mà kiếm cơm nhưng kinh sư trọng địa phồn hoa sầm uất bá châu không bị được hiện giờ có cơ hội quay về kinh sư bốn ưu tăng sao có thể không động tâm cho được thấy bốn vị cao tăng rất được quốc công thưởng thức trương trung và phàn đại nhân cũng cảm thấy mắt sáng mừng lên nhân tài như vậy à không phải thần tài như vậy xuất phát từ sự cai trị của ta đấy có thể không tỏa sáng hay sao trương trung thổi phòng mà nói à, quốc công bốn vị đại sư thần thông quảng đại pháp lực cao cường lát nữa nếu ngài muốn thấy bọn họ triển lộ thần thông vậy mới thực sự giật này mình kia Dương Lăng ngạc nhiên vui mừng mà nói Ồ oh, thật sao Bản quốc công có thể vinh hạnh nhìn thấy bốn vị đại sư thi triển thần tích cơ Ai nha Chuyến đi bá châu này thật sự là không đi uổng một chuyến rồi Tứ tăng trí thiện cười mà không nói Lúc này dân chúng xung quanh cũng đều hô to Muốn thánh tăng bộc lộ thần tích Tính hô càng ngày càng to Dần dần chuyển thành tiếng gầm ca vút Dương Lăng và chúng quan viên cũng lên tiếng mời mọc Bốn thần tăng lúc này mới thản nhiên đứng dậy Đi lên đài cao trong ánh mắt chăm chú của vạn người Lúc này các tín đồ đã chân trúc dưới đài cao hòa lẫn vào trong đám quân binh xuất phát từ sự kính sợ với thần phật dòng người tuy rằng chân lấn xô đẩy cũng không dám tiến lên trước nữa cách đài cao vào khoảng đất trống kia một trượng bốn vị cao tăng áo cà sa đỏ thẫm bước tới trước lư hương đồng hét lớn một tiếng ống tay áo dương lên bày ra dáng kim cương nổi giận lập tức quanh người kim quang sáng lán phật khí ngút trời giống như là hán hạ phàm dọa cho chúng bách tính dập đầu vái lại dương lăng và đám người trưng công công cũng vội vàng không người mà vái dài sau đó tứ tăng theo thứ tự biểu diễn ngồi bàn đinh nút than lửa cách không lấy vật đại biến hoạt nhân mùng 3 đầu năm buổi tiệc cả thuật quy mô lớn ở thành dinh khâm sai chính thức được mở màn tiếng thánh phục thỉnh thoảng vang lên điều dương lang lo lắng là người mà tống tiểu ái sắp xếp đừng có mà cho rằng những cái này là thần tích sinh lòng khiếp đảm mà sợ hãi không dám xuống tay vậy thì hỏng bét cho nên ánh mắt vẫn truy tìm bóng dáng của tống tiểu ái cũng may những người trong gia này kính sợ thần Phật của mình Đối với thần linh nhà khác vẫn không tin cho lắm Hơn nữa bọn hại nghe nói thần tích của Dương Lăng cũng không ít Mệnh lệnh lại quen nghe theo mệnh lệnh thủ lĩnh Truyền đạt từ khi hiểu chuyện Cho nên hoàn toàn không lâm trận mà thay đổi Tống tiểu ái thấy Dương Lăng luôn nhìn chầm chầm nàng Biết hắn lo lắng điều gì Không khỏi nhìn trộm hắn cười tự nhiên Lặng lẽ đưa tay ra hiệu an tâm Nhưng dù là như thế Trong lòng Dương Lăng vẫn căng thẳng Tim đập thình thịch Cuối cùng màn diễn chấn trạch cũng tới Phượng Hoàng niết bàn đây là màn mà bốn tên giả thần giả thánh lợi hại nhất, cũng là màn diễn thần tích mê hoặc lòng người nhất. Lửa lớn đầy trời, bốn người ngồi ngay ngắn trong lửa, lấy vạt bào che lại ngũ quan và tóc. Khoảng một chén trà thì dập lửa như lại, quần áo như mới, bình yên vô sự. Những người trước đài cảm giác ngọn lửa kia nóng rực, bốn người trong lửa lại lông tóc không bị thương. Nếu không phải là chân Phật tu hành đến mức kim cương bất hoại, sao lại có bản lĩnh này đây? Tất cả tiểu sa di trên đài đều xuống đài, chỉ để lại bốn đại hòa thượng quỳ lại bốn góc bọn họ là đệ tử chân truyền của bốn đại thần tăng chỉ nghe trí thiện hòa thượng cao giọng ngâm nói phượng hoàng niết bàn dục quả trung sinh trí nguyên nói tiếp sau khi phật thích ca mâu ni viên tịch tự thân bốc lửa thiêu sạch nhục thân lưu lại xá lợi 84 mươi ngàn lộc do a dục vương tạo tháp hiếm có trên đời lửa thiêu sạch nhục thế diệt đi cố chấp kia trí tuệ trí thông đồng thanh nói bần tăng lấy nghiệp hỏa đốt thân độ nỗi khổ vạn dân địch nhân gian tội nghiệt làm sạch một mảnh phật tâm này nam mô a di đà phật tứ tăng hai tay hợp thành chữ thập cùng tuyên phật hiệu dương lăng nín thở chừng to hai mắt nhìn qua chỉ thấy làn khói trong lư hương giữa bốn người đột nhiên bùng lên đốm lửa bay đầy trời trong phút chốc lóa hết cả hai mắt kêu người thế nhưng không tự chủ được mở to hai mắt nhìn lại đúng lúc này oanh một tiếng đất bằng bốc lửa bốn vị tăng nhân đã bị lửa lớn vây quanh Dương Lăng không khỏi thầm hối hận Hắn biết làm ảo thuật thường phải dùng một số động tác đẹp mắt Sáng chói để mà thu hút lực chú ý của người khác Nhân cơ hội âm thầm Là một số động tác khác Ngọn lửa trong lưu đồng vô duyên vô cớ trở nên mạnh hơn Đống lửa tung bay đầy trời 8 9 phần 10 là âm thầm đặt cơ quan Thổi gió vào trong Nhân khi mọi người chăm chú nhìn đinh đỉnh đồng Mà châm ngòi trong ngọn lửa đã được bố trí từ sớm chỉ là ngay cả mình cũng không tránh khỏi chăm chú nhìn lưu hương không thấy được bọn họ động tay động chân gì mà đột nhiên làm ra ngọn lửa to như vậy tứ tăng khẽ cuốn tay áo che khắp mặt miệng cúi đầu cất tiếng tụng kinh dân chúng xung quanh trông mong ngóng nhìn hai tay cũng chấp thành chữ thập mà tụng kinh theo theo quy định tứ tăng tụng kinh xong hô to tiếng phật hiệu thì liệt hỏa xung quanh sẽ tắt ngấm dương lăng vội vàng nhìn tống tiểu ái tống tiểu ái cũng đang cần trương tìm kiếm trong đám người qua một lúc lâu sau đột nhiên quay đầu lại mở trừng hai mắt với dương lăng cười nghịch ngợm tảng đá lớn trong lòng của dương lăng lập tức liền rơi xuống đất sự huyền bí của ngọn lửa này hắn còn chưa hiểu được hơn nữa đứng ở dưới đài ngọn lửa thình thịch tán loạn quả thực cực nóng thời đại này cũng không thể có kỹ thuật chế tạo lửa lạnh được lửa hẳn là không có vấn đề chỉ e vấn đề chủ yếu là lợi dụng đề cao lửa lớn vân vân làm rối loạn thị giác ở dưới đài nhìn gần ngọn lửa thật ra khoảng cách với người xung quanh hoàn toàn không thể làm tổn thương người khác nếu y bào của bốn người đều là vật cách lửa giống như thạch miên vậy thì gian một chén trà có thể không hay sao sự huyền bí của ngọn lửa này hắn còn chưa hiểu được hơn nữa đứng ở dưới đài ngọn lửa thình thịch tán loạn quả thực là cực nóng ở thời đại này cũng không có thể có kỹ thuật chế tạo ra lửa lạnh được lửa hẳn không có vấn đề gì chỉ e rằng vấn đề chủ yếu là lợi dụng đài cao lửa lớn vân vân làm rối loạn thị giác ở dưới đài nhìn gần ngọn lửa thật ra khoảng cách với người xung quanh hoàn toàn không thể làm tổn thương người khác nếu y bào của bốn người đều là vật cách lửa giống như thạch miên vậy thời gian một chén trà có thể sẽ không sao đây cũng chỉ là dương lăng tự mình ước lượng cơ quan bên trong có như vậy hay không hắn cũng không biết nhìn bốn người ngồi nghiêm chỉnh trong ngọn lửa giống như ngọn lửa cũng tránh họ thật vậy thật sự có dáng vẻ quảng đại thần thông dương lăng không khỏi cười nhạt lúc này tấm gỗ giữa lớp đất vàng mỏng trên đài bắt đầu được đốt lại ở bên dưới là vô số khúc gỗ chống đỡ những khúc gỗ đều ướt xuống dầu giữa những khúc gỗ lại có khe hở vừa mới châm lửa lưu đại bồng chủy dẫn theo hơn 10 tráng sĩ trong gia đã trở thành chuyên gia phóng hỏa ở đô trưởng man dùng ống thổi cháy ra sức và thổi gió vào bên trong lửa này lên thiêu rụi bốn tên hòa thượng bốn phía phát hiện ra điều không thích hợp trước tiên dưới chân nóng lên trên đất vàng bốc lên sương khói dân chúng dưới đài nhìn thấy hôm nay thần tích của phật sống rõ ràng càng phát ra uy phong ngạo mạn vô cùng bọn họ lại biết tất có cổ quái bốn người vội vàng kêu lên sư phụ bọn họ vội vàng muốn nhào tới lúc này ngọn lửa giữa đài cao đã xuyên qua tấm ván gỗ đất vàng mỏng manh thấm xuống liệt diệm đột ngột bùng lên oanh một tiếng bốc lên ngọn lửa cao một trượng đốt đến mức bốn người vội vàng lảo đảo mà thối lui. sư phụ bốn người vội gọi. thế nhưng bốn vị cao tăng ngồi giữa đài cao vẫn ngồi yên bất động. lúc này trên đài cao đã không đứng được nữa. bốn người xoay người nhảy xuống đài gấp đến độ loạn thành một đám. dương lăng ngửa mặt lên nhìn ngọn lửa thở dài với chương trung. Hey, trời công công đây quả nhiên là thần tích mà. ngọn lửa lớn như thế ngồi yên bất động nếu không có đại tạo hóa đại thần thông há có thể thản nhiên chịu đựng được đây. lửa này mạnh nhá tam hội chân hóa tiên rằng cũng chỉ có vậy mà thôi ờ, phải 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 nha trương trung hơi buồn bực ông ta từng một lần thấy qua đạo hỏa của thần tăng dường như không có động tĩnh lớn như vậy hôm nay đây là ừ, nhất định là hôm nay quốc công đến đây ờ, bốn vị thần tăng mới hiển lộ đại thần thông Ai, phật nhãn cũng xem thường người nhá một sinh viên được miêu cương diều lấy đứng trên lầu các cao nhìn lửa cháy hừng hực cả tòa đại cao đều biến thành bó đuốc trên gương mặt vết thương chồng chết kia nước mắt lăn dài Mẫu thân ái thế Hai người giữ cửu tuyên có thể nhắm mắt được rồi Bốn yêu tăng kia Hôm nay hôm nay rất cục chơi với lửa Có ngày chết cháy gặp báo ứng rồi Gã nghẹn ngào không nói lên lời Không kìm nổi bật khóc lớn Miêu cương vừa mềm giọng khuyên bảo Vừa quay đầu lại nhìn ngọn hỏa diệm sân kia Bất giác sợ run cả người Ông trời ơi trước kia luôn cảm thấy họ dương này giống như một con tôm nhỏ vậy đám nương nương muốn trà sát lên trà sát thôi nhào nặn lên nhào nặn bây giờ vừa thấy chiêu thức này chiêu thức này ngay cả chúng ta làm tắc cũng không làm được ai tàn nhẫn nhất đây hey, trên đời này lòng dạ tàn nhẫn nhất chính là đám làm quan mà ngọn lửa phừng phừng người xung quanh để cao đã đứng không vững nữa mọi người vội vàng lui về phía sau đám người đại bồng chủy ở bên kia tường đã chặn cửa động vòng ra bên ngoài tiến vào đám dân chúng cũng cảm thấy ngọn lửa hôm nay thời gian cháy hơi lâu thế lửa cũng hơi lớn sắp cháy đến trời rồi thấy đồ đệ của cao tăng các vị xuất ruột sao các cao tăng còn chưa hô phật hiệu dập lửa đây dương lăng tuy cười thong dong lúc bắt đầu cũng có chút không đành lòng trái tim cũng có thất lại lúc này chỉ thấy đại hỏa không thấy người tâm tình ngược lại bình phục đứng lên hắn nhân cơ hội cao giọng mà khen ầy ra bốn vị cao tăng quả nhiên là tu hành hữu đạo tích cốc nhiều năm sắp được phi thăng phi thăng rồi thần tăng pháp lực cao cường nhá lửa lớn đến như vậy không phải là hắn kim cương thì không ai có thể là cản được rồi À, đúng 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 vậy Chúng quan viên lơ thơ lên tiếng trả lời Chỉ ngẩn ngơ nhìn thế lửa Ngược lại vô số dân chúng kia mừng rỡ như điên Rất nhiều người kích động lệ nóng lưng tròng Vui sướng như hoa chân múa tay Môi run run không biết nên ca ngợi sự vĩ đại Của tứ đại thần tăng như thế nào Thế lửa thiêu đốt quá mạnh Tí tách vài tiếng cuối cùng Dần dần cũng nhỏ lại bỗng nhiên oanh một tiếng Cái đài sụp hoàn toàn Ngọn lửa vừa mới nhỏ xuống lại phừng lên một lát Bụi lửa vang khắp nơi, người hoảng sợ nhất chính là người hầu thân cận của bốn vị cao tăng cả đám giống như đánh mất cả linh hồn vậy trừng mắt run rẩy nhìn hỏa đài đổ sụp xuống tiến thổi của trăng ra một mũi cũng đủ khiến cho một con gấu to chạy không được một lát thì bắt đầu tê liệt rồi nếu tám cao thủ thổi tiễn cứ hai người phụ trách một tên đầu mũi tên đã tẩm độc lại tăng lên gấp đôi bốn đại yêu tăng chỉ có thể lập tức giống như bị thi triển định thân pháp vậy nằm mơ cũng không thể động đại một chút không thốt ra nửa tiếng trong nháy mắt bọn họ lấy tăng bảo che mặt tám nhánh tiễn thổi đã nhanh chóng bắn tới đâm vào thân thể của bọn họ bốn người làm nhiều việc ác mạo nhận tử bi mạo danh thần phật không biết đã hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan dâm tăng ác tặc ném xương trắng nơi hoang dã cuối cùng cũng đốt sạch một thân tội nghiệp trong liệt hỏa ngọn lửa dần dần nhỏ đi ít nhất có thể thấy rõ một đống lửa bụi ở trên mặt đất mọi người mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn bên trong đã không còn nhìn thấy thứ gì thuộc về người nữa bọn quan viên coi như còn giữ được bình tĩnh đứng lên xì xào bàn tán với nhau chúng tín đồ lại kinh hoàng mà kêu to thần tăng đâu rồi phật sống đâu rồi bốn vị lão thần tiên sao không thấy đâu vậy dương lăng nhìn một đám tăng lữ mặt như màu đất trong lòng âm thầm cười lạnh hắn đột nhiên xông về phía trước hai bước cao giọng hét lớn như rách cả cổ họng ta hiểu rồi bốn vị đại sư phá vỡ hư không rồi hô một câu xong sau một hồi lâu không có đồng tĩnh gì rất lâu sau đó ừ, sao phá vỡ hư không ư lương hồng giống hệt như một con ngỗng ngu ngốc ngặp lại lần nữa đúng vậy dương lăng rất thưởng thức sự phối hợp của lão vỗ vai lão cao giọng mà nói vô khiên vô quái vô chứng vô ngại đắc chứng đại đạo bạch nhật phi thăng ờ, bốn vị đại sư đây là một khi ngộ đạo phá vỡ hư không tiến vào tiên cảnh vô thượng rồi dương lăng nói xong quay người lại vén bào quỳ bái dân chúng xung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lòng vốn không biết nên làm như thế nào lập tức bị tín ngưỡng tôn giáo cuồng nhiệt lấp đầy thêm lần nữa đúng vậy các đại sư không phải luôn nói tu hành nhiều năm sắp phi thăng hay sao? Thật không ngờ lại là ngày hôm nay ngộ đạo, ngộ đạo, đây thật đúng là ngộ đạo phi tiên mà. Đám dân chúng hoảng sợ vội vàng quỳ xuống theo, bái lại không ngừng. Rất nhiều người vui sướng lại rơi đầy mặt. Chúng quan viên trong lòng cũng đang mơ hồ, bán tín bán nghi, nhìn quốc công gia và đám dân chúng toàn bộ đều quỳ xuống rồi, cũng vội vàng mà quỳ xuống theo, bái lại về phía đống bụi lửa. Vừa mới lại được ba cái, Tống Tiểu Ái đột nhiên chỉ lên trời, cả kinh mà kêu lên. Quốc công gia, ngài xem kìa. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lên, một đoàn lụa vàng phấp phới bay bay trên trời rơi xuống, dân chúng ngẩng đầu nhìn thấy, người người ngạc nhiên. Trương Trung dẫn đầu xông lên trước tiếp lấy lụa vàng, vừa vàng nhìn thoáng qua, hô to gọi nhỏ kêu lên. Trời ạ, à, là bốn vị đại sư trí tuệ, trí thông, trí thiện, trí nguyên gửi thư, à mà không không đúng, không đúng, là pháp chỉ, mà mà cũng không phải là là Phật chỉ nha. Dân chúng lập tức sôi trào lên, lúc này cả bọn quan viên cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa, rất nhiều người vây quanh lại, Dương Lăng nhân cơ hội thấp giọng trách mắng Tống Tiểu Ái. Người thổi cao quá, nếu rơi vào trong đống lửa, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ bị phá nát bất kìa. Lần sau cũng được khoe khoang như chưa? Tống Tiểu Ái le lưỡi, nín cười nói. Dạ vâng, thưa đại nhân. Bốn người bần tăng hôm nay công đức phiền mãn, đắc chính đại đạo, đã phá vỡ hư không? Hey, phá vỡ hư không? Thực sự là phá vỡ hư không nha? Đừng ngôn, đừng ngôn, đoạn sau, đoạn sau Phật ra nó cái gì vậy? đám người chân trúc chật trội vây chân chung ở giữa chúng ta đã thành chính quả ở tây thiên sẽ cầu phúc phổ độ cho dân chúng ở thắng thiên phật địa của cải tín dân bá châu quyền hiến chuẩn bị xây dựng phật đường tứ thánh ta thương lượng tất cả đều ra cho uy quốc công xử trí quốc công và bọn ta có trần duyên kiếp trước và lại chức cao vọng trọng sẽ thay chúng ta phân phát tiền cho dân nghèo giúp đỡ bách tính các miếu và tiến dân xây cho sẽ cho uy quốc công ra hủy đi xây thành học cung học đường là, là phật gia là phật gia thật là đại từ đại bi mà phật gia lên tây thiên còn nhớ đến dân chúng bá châu chúng ta kìa trong tiếng nghị luận dương lăng đột nhiên tiến lên một bước cao giọng mà hô dương lăng lĩnh tứ thánh pháp chỉ đúng vậy phật gia có nói cùng uy quốc công có nhân duyên kiếp trước mà tứ thánh thành phật đây là việc trọng đại để cho cốc cưng quốc công gia chủ trì bốn phía chúc mừng đi đám dân chúng hưng phấn mãnh liệt mà nói dương lăng một phen tôi lấy lụa vàng trong tay trưng chung giả vờ mở ra xem hai đầu lông mày lại lặng lẽ ngưng tụ một mảnh sắt khí giết bốn tên yêu tăng quá đơn giản rồi nhưng thực sự tôn các ngươi thành phật thuận thế chắc chắn sẽ dẫn đến làn gió mê phật của dân chúng bá châu càng tăng thêm mà thôi đốt chết bốn tên áp tặc các ngươi chẳng qua là bước đầu tiên thôi các ngươi thành phật ta mới có thể xuất ra cái sách của mình được hãy chờ liên hoàn kế của ta đi không quá nửa tháng bản quốc công sẽ kéo các ngươi từ trên thần đàn mà xuống khiến cho bá châu từ nay về sau không có kẻ giả thần giả quỷ nữa kìa kính thưa quý vị khán giả thân mến tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo